Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 7 phỏng vấn đặc biệt cảm tưởng của nhà văn Phan Nhật Nam đối với những bài nhạc viết về lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. À, thưa anh, nói đến lực lượng nhảy dù của anh là anh chưa chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tiên Đương. Thì cái đó là cái chuyện mà bài hát đối với người ta, nhưng mà cái nhìn của anh đối với anh Đương với cái nhìn của anh đối với lại cái chuyện anh hy sinh. Anh Đương cơ. Vâng. À vâng, à, thưa thứ nhất, vì sao và anh Trần Nhật Trường anh viết như anh hùng mũ đỏ tiên Đương, rồi anh vượt người ở lại Sạc Ly. Rồi chưa hết anh còn viết về Bắc Đẩu, về ông Thiết Giáp, Nguyễn Ngọc Bích, rồi Giấc Ngủ Trên Đồ Xanh, rồi là Rừng Lá Thấp. Là tại vì thế này. Cơ duyên là anh Trần Thiện Thanh, anh người Phan Thiết, là anh ở học lớp với cái người bạn cùng khóa với tôi, Trần Công Triệt. Mà tôi với anh Triệt là cùng một phòng ở Đà Lạt. Thành thử cái anh Nhật Trường này, anh ấy mến mộ người bạn lính của mình. Rồi mà sau đó thì cái này nó hơi riêng tư một chút, là anh ấy rất thân với cái anh Trần Duy Phước, tiểu đồng chí nhảy dù. Mà anh Trần Duy Phước đó là người nhận cái đại đội 93 của tôi ở tiểu đồng chí nhảy dù. Và anh Trần Duy Phước đó đã tự nạn ở Tây Ninh, mất cái đầu. Và đó là cái bài hát mà Giấc Ngủ Trên Đồi Xanh. Anh Trần Duy Phước và anh Trần Thiện Thanh thân nhau đến cái mức là anh Trần Duy Phước, người Huế, anh lấy cái hiệu truyền tin là Phước Thiện, tức là Trần Duy Phước và Trần Thiện Thanh. Đấy, thành thử. Rồi em gái anh Trần Thiện Thanh là cô Như Thủy, là lấy một ông nhảy dù, cho nên nuôi dây mơ rễ má, cho nên anh Trần Thiện Thanh, anh có tất cả cái gợi hứng mà anh yêu thương, kính trọng, kính mến, và nhắc là uống rượu chung nữa, đi uống rượu với mấy nhảy dù bảo đạo không? Cho nên anh có một cái khuynh hướng với ở trong nhảy dù. Thế thì anh viết về Nguyễn Ngọc Bích, về Thiết Giáp, anh viết về rừng Lá Thấp cho đại úy Nguyễn Mạnh Hùng của Thủy Quân Lục Chiến, nhưng mà đa số là bài hát cho nhảy dù. Thế bây giờ cái vụ mà anh Đương thì quả tình tôi không được biết. Đó là cái trận Hạ Lào, là cái trận trong suốt chiến tranh Việt Nam có trận Hạ Lào tôi không được tham dự, vì lúc đó tôi đi theo phái đoàn báo chí, người ta chỉ cho ở bên Khe Sanh thôi, chứ không được đi vào trong trận địa ở bên Hạ Lào. Thế đó là anh Đương, là lúc đó là pháo đội trưởng pháo đội C3, nhưng mà chắc chắn là của tiểu đồng 3 pháo binh, vì lữ đồng 3 nhảy dù thì có tiểu đồng 3 pháo binh đi cùng. Thì ông tiểu trưởng tiểu đồng 3, tức là ông trung tá Nguyễn Văn Châu, cũng bị bắt với ông đại tá Thọ trong ngày 25 tháng 2, 71. Thì khi mà hộ cung hộ quan, mà ông đại tá Thọ, ông thiếu tá Châu, trung tá Châu, ông thiếu tá Đức trưởng băng 3, ông đại úy Trụ là em ông Nguyễn Anh Vũ, thủ khoa khóa tôi, ông đại úy Thương, pháo binh, và ông Lý Quảng, ông Lý Quân là bị bắt, thì anh Đương tự sát. Thì cái đó thì chỉ nghe nói như vậy thôi, vì lúc đó nó quá hỗn loạn. Mà khi mà chuyện về ở dưới Khe Sanh sau này thì cũng không ai kiểm chứng ra được cái giây phút cuối cùng của anh Đương. Đấy, thành thử khi mà anh Trần Thiện Thanh anh ở Sài Gòn thì nhảy dù,
khi về đến Sài Gòn thì nghe cái chuyện anh Đường, nhưng cũng giống như cái chuyện mà người ở lại Sạc Ly. Nếu ai đã xem Asia 50 thì lần đầu tiên tôi có nói chuyện ở trên Asia 50, và tôi có một cái CD gọi là Tiếng Hát Đôi Mươi của anh Nhật Trường. Là cái CD đó, cái hình ảnh đó hình như tôi có giữ, mà bây giờ sau nhiều lần dọn nhà tôi mất đâu. Nhưng mà hình như trong YouTube còn là Tiếng Hát Đôi Mươi, là cái bài Người Ở Lại Sạc Ly. Thì Người Ở Lại Sạc Ly thì vốn nó nằm ở trong cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa. Nhưng mà năm đó thì người ta có đọc, nhưng ai mà để ý chuyện đó. Thì ông anh Nhật Trường anh gặp tôi ở trên đường Lê Lợi. Anh mới nói, mà ông viết ghê quá, mà lựa lép bép thịt ra người nung chín viết cái vụ mà ở trên Đại Lộ Kinh Hoàng. Thế bây giờ tôi làm bài nhà hát đó của anh bảo nói, cái đó tôi không có ý kiến. Ông làm nhạc tôi cả đời tôi không có ý kiến về âm nhạc. Thành thứ anh Nhật Trường anh mới edit. Thì anh làm sao anh biết cái vụ nun rồi đam bê đâu vậy. Thì anh lấy tất cả nội dung cái phân đoạn Người Ở Lại Sạc Ly, Nguyễn Đình Bảo đó, cái giờ này trong cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa, cái edit xong đầu tiên in năm 72 vẫn còn. Và ngay cả cái hình mà anh Bảo đội cái nón đỏ mà in trước bản nhạc, là tôi cũng tới ở trong nhà anh Nguyễn Đình Bảo để nhận, để xin. Tại vì sao? Nhà em gái tôi Phan Thị Duy Hương là số 3R đường Cư Xá Bắc Hải. Còn nhà của anh Bảo là 3RR, hai nhà đối diện với nhau. Cho nên anh Bảo với lại chị Hương, vợ anh Bảo với lại em tôi thân trước khi mà, nhiều trước khi là năm anh Bảo từ tiểu đoàn 1 về tiểu đoàn 9 trong cuối năm 66. Và chính anh Bảo là người đã nhận cái đại đội 93 từ đầu tiên của tôi giao lại cho anh Bảo ở tại Bồng Sơn năm 1966. Đó là nguyên ủy của tất cả các cái bài hát mà về nhảy dù mà tôi có thể nói được. Cảm ơn anh.